Chị, đây một cái chương trình em nói chị, cái bộ máy khoan 100 niêu này, hai pin một sạc nguyên tuần luôn, rẻ bèo luôn. Nhưng mà mua cái máy này em tặng thêm cái quạt nữa. Cái chương trình này anh chị mình thấy là lụm liền, nhưng mà số lượng anh chị mình thấy quạt số lượng có hạn nha. Tức là hết quạt là không có còn tặng quạt nữa. Nhưng mà lúc đầu này anh chị mua được tặng cái quạt mà giá nó rẻ lắm. Bây giờ là 13 100 đúng không? Anti kickback luôn. À, có chức năng anti kickback luôn. Bây giờ test thử cho anh chị mình coi luôn. Từng cái từ cái chức năng anh chị mình thấy nó mới dữ. Thấy không? Nghe cái giá là nghe khoái liền. Đây, giờ khoan nè. Thấy không? Vô tư đẹp luôn. Đẹp thoải mái luôn. Nè cây tươi anh chị nó bị dính luôn á. Thấy không? Cây tươi nè bị dính luôn. Giúp cái cây này thử nè. Đây, cây này anh chị mới thấy xịn nè. Đó, cây này bắt cái tay ngược luôn. Cái này qua đây mới thuận tay nè. Đó nè, dứt nè, nhẹ nhẹ thôi, đó. Vậy nè. Đó này đang để chức năng bắn dứt nè. Chuyển qua đây anh chị khoan nè, vậy mới giữ. Thấy không? Vô tư luôn. Thấy không? Muốn xuống tốc độ chậm á, cho nó mạnh á, là anh chị mình kéo xuống. Đây, kéo xuống tốc độ đây, cho nó chậm nè. Chậm là mạnh nữa. Thấy anh chị thấy gỗ cứng không? Đó, rồi có sắt nữa không nội? Sao trong này có sắt nữa ta? Đó, rồi, thấy ngon lành không vậy? Nè, nói về sức mạnh nè hen. Bây giờ nè, cho anh chị coi bắn vít. Chuyển qua đây, bắn vít. Nè, ok. Bắn vít hen. Đây, vít dài dài đi ha. Nè, chuyển chức năng, khỏi chuyển luôn cũng được, bắn, chuyển luôn. Chuyển đây, thấy không? Chừng 15 thôi, tại gỗ này hơi bị xịn xíu ha. Đó, không ra được luôn nè anh chị, thấy không? Cứ là gỗ nặng ha, đó, dày, lụm vô. Thấy chưa? Ngon lành anh chị. Thấy không? Cỡ vậy là ok, lụm gạo rồi đó. Rồi, tức là bây giờ, ai da nóng quá vậy? Rồi, gỗ là ok, lụm rồi đó. Bây giờ mình dứt sắt, sắt dày thử luôn cho anh chị mình coi cái nha. Đây, sắt dày nè, 5-7 ly luôn, 5 ly luôn. Ok, lụm đây thử. Đó, cỡ dày vậy anh chị bắn vậy là thấy ngon rồi đó. Lụm vài cái thử cho anh chị mình coi cái nha. Đây, khoan xuyên cái giò luôn nè. Đó, thấy không? Quá ok, hợp lý vô cùng. Rồi, ok, bắn dứt vậy là thấy ngon rồi đó. Ngắt liền nè, thấy không? Rồi, bây giờ chuyển qua chức năng khoan búa, khoan tường cho anh chị mình coi. Đây, cái cạch cái cứng nè. Chuyển qua đây, khoan tường bê tông nè. Ha, chuyển búa. Lụm ở đây thử. Đây. Khoan bê tông anh chị, thấy không? Khoan bê tông mà cỡ này nè. Ok, dứt cái nữa nha. Dứt cái nữa. Đẹp vô tư. Ok, lắc cái ngắt liền. Rồi, cân nặng thử cho anh chị mình coi luôn. Cân nặng thử cái thân máy nha. Ký gửi, thấy không? Ký gửi. Đó, ok, có tay nắm, bỏ tay nắm ra chắc ký bà mấy ký từ gì vậy. Rồi, còn cục pin, bỏ pin vô luôn. Thử rồi, chọn bộ nhiêu. 2 ký 2 ký gửi là cục pin 700g, ok. Pin 700g, phù hợp rồi, hợp lý rồi. Rồi, đo thử cái chiều này cho anh chị nha, từ đầu tới đuôi. Nhiêu 17 anh chị. Rồi, ok, chiều cao mình đo không có pin nha. 20, 21, tầm tầm đấy đi. Đó, anh chị muốn cho nó 20, 24 luôn, cái tay phủ bì cũng được, nhưng mà mình đo tới 21 thôi được rồi. Hả? Đó, về cân nặng
về mọi thứ anh chị mình nhìn bên ngoài nó là như vậy, ok rồi đúng không? Anti kickback nè, ok nè. Bây giờ anh chị mình thấy nè, cái mẫu này của Workfit, thương hiệu Workfit là Himoki hồi xưa giờ nha. Thì anh chị mình coi cái mẫu này, cái model nó, để em coi đâu nè. Model ID13100AK 21V, thông dụng, chứng minh thông dụng. Tốc độ 1 650 vòng, tốc độ 2 là maximum 1800. Lực là 100 N ha, 100 N trên mét nè. Đầu 13 ly autolock, đó, chân pin M21 thông dụng. Nguyên cái thùng nó vậy, nó sẽ đi theo cái thùng nhựa như vậy anh chị. Để chút xíu mình coi thùng nhựa. Đó là mình nói bên ngoài đúng không? Đó mình nói bên ngoài. Bây giờ mình coi bên trong của nó. Coi bên trong xong rồi mình tính từng cái anh chị. Rồi ok, mạch bảo vệ ha. Mạch nó đổ keo khàn hết, công tắc nó dày, nó cũng như những sản phẩm khác. Dây đồng đó, anh chị mình thấy motor này cũng lớn ha. Thấy cái máy nó nhỏ gọn nhưng mà motor lớn bạc đạn. Đó ok rồi. Ở chỗ này anh chị mình nhìn ở trong này nè, tức là nguyên cái phần kết nối này nó bắt ốc lại, chứ không phải nó xài ngàm đâu ha. Nó bắt những con ốc dính vô nguyên cái đầu thì thấy ok rồi. 13 ly ha. Rồi ba chức năng bắn vít, 20 cấp độ trượt để bắn vít. Chức năng khoan bê tông, khoan búa nãy thấy rồi, khoan gỗ, khoan sắt là vô tư rồi ha. Tại mũi chà bá mình chơi vẫn được, đèn led có luôn. Rồi nè anh chị mình nhìn về cái máy nè, đèn led đây ha. Rồi cái chức năng cho anh chị mình coi chức năng nè, anti kickback gạt cái ngắt liền đúng không? Rồi xong rồi anh chị mình thấy có tay nắm à, mình không thích mình tháo tay nắm ra ha, dặn cái tay nắm này tháo ra anh chị ha, tháo cái tay nắm này ra nè, đó ok, kéo vô hoặc là bỏ tay nắm. Đầu lóc 13 ly giặt cái là ra nè ha. Rồi tốc độ chậm lẹ trên lưng ha, chuyển chức năng dài cạch cạch ha, chuyển chức năng bắn vít đây cạch cạch, 20 cấp độ trượt đó. Đầu auto lock 13 ly đẹp anh chị, màu nó màu sắc nó xám xám ha, nó xám xám chứ không phải là màu đen mà nó màu xám xám. Nói chung màu này đỡ dơ, tốc chậm tốc lẹ đó. Rồi chức năng anti kickback thì nhiều anh chị sẽ hỏi nó ngắt được không, vậy là ngắt nè ha, đó sốc là ngắt liền. Còn có nhiều anh chị không thích chức năng này, nhấn giữ. Nhấn đây là anh chị có nút nè ha. Ở đây có ba đèn báo pin, cái đèn này là đèn anti kickback nè. Đó thì anh chị mình nhấn giữ nè. 1 2 3 4 là mấy giây thôi là nó mất cái chức năng này. Ha, nhấn giữ mấy giây mất chức năng anti kickback nè, thấy không? Đó, còn anh chị mình nhấn giữ lại. 1 2 3 4 5 6. Rồi, mở cái đèn lên là ok. Có chức năng. Ha, chỉ đơn giản vậy thôi mà đẹp nha. Nhìn từ ngoài vô tới trong anh chị thấy đẹp không? Nè, từ ngoài tới trong. Còn nói về pin nó, anh chị thấy là pin của nó là nói gì? Vỏ chống cháy. Đây, vỏ chống cháy, chống da đập, cao su viền. Rồi bên trong mạch 4 phết nè. Mạch nó mạch lớn nha anh chị, cũng ok lắm. Rồi nói về pin nó nói là dung lượng là 2024 tháng 6 2024 là tức là mới sản xuất luôn. Mới vừa sản xuất, đây là mẫu mới mà. Pin của nó đây để chữ Workfit luôn. Pin của hãng Workfit nó tự làm luôn anh chị. Ha, Workfit tháng 6 2024, dung lượng 2000 thì gấp đôi lên là 4000. Ha, 4000 mAh. Một máy nó sẽ đi kèm cho anh chị hai pin và một sạc. Nguyên cái thùng nó dày, nguyên cái hộp bên ngoài nó dày. Mà anh chị thấy quan trọng là nó rẻ, quan trọng là nó rẻ. Đây. Máy nào nó cũng vậy, nó đi theo cái sách hướng dẫn sử dụng của nó nè ha. Đó, anti kickback nè. À, nó nói ba chức năng nè anh chị. À, nó những cái thông số này nãy em đọc rồi hết rồi ha. Hai pin, một sạc, phiếu bảo hành 6 tháng. Cục sạc đế nó đây. Ha, cục sạc đế nó nè anh chị. Đó, cũng đẹp rẻ ha. Sạc đế nhìn cũng khá là đẹp. Hai cục pin giống nhau, hai cục pin như thế này. Anh chị mình nhìn pin ha. Nhìn pin chống da đập đồ các kiểu là nó làm chất lượng lắm à. Đó, ok, hai pin. Một máy bỏ vô dài. Đây anh chị coi nó bỏ vô dài ha. Một máy, hai cục pin. Đây. Một cục pin, hai cục pin, một cục sạc, phiếu bảo hành, rồi một cái tay nắm đâu rồi, đây tay nắm nữa. Nói chung là anh chị mua trọn bộ vậy á, giá 1.390.000 thôi. 1.390.000 tặng cho anh chị một cái quạt. Mà em nói anh chị nãy Hồng Nhiên nói rồi nha, cái số lượng quà tặng này nó có hạn nha anh chị. Tức là cái này là thằng Workfit nó không có chương trình này đâu, em có một mớ quạt. Em tặng theo cho anh chị là mỗi chương trình vui vui thôi. Những anh chị nào mua trước, ok, mình sẽ được có cái quạt này ha. Cái quạt này cũng béo béo anh chị mua cũng 200.000. Béo béo anh chị mua cũng 200.000. Quạt chân pin thông dụng M21 ha nè. Xài chung chân, rất mát nha anh chị, mát lắm. Đó. Ok, ngon lành quạt của Bosun.
ha, Work Fit là Himoki hồi xưa giờ đó. Anh chị nhớ lần trước Hồng Nhiên bán một cái chương trình, một cái máy bù lon tặng một cái quạt, trời ơi bán chút xíu hết trơn luôn đó. Bây giờ Hồng Nhiên cũng muốn tái diễn lại lần này cho nó làm thức là xịn. 1.390.000 thôi, nguyên bộ khoang châm niu vậy, hai pin một sạc đẹp như vậy mà giá 1.390.000, rồi tặng thêm cái quạt. Thì anh chị mình nhìn lại một lần nữa về tất cả mọi thứ nha, nguyên bộ của nó như vậy, rồi máy nó đẹp như vậy nha. Anh chị mình nhìn máy nó đẹp, đẹp lắm à, đầu 13 ly đầu lóc luôn đó. Nhưng mà nguyên chọn một bộ vậy có 1.390.000, bản thân nó đã rẻ rồi, bản thân nó đã rẻ rồi. Nhưng mà bây giờ Hồng Nhiên còn chơi thêm một cái tặng cái quạt Bosun này vô nữa, chở quạt 200.000 vậy còn 1.390.000 thì quá đã. Nhưng mà quà tặng á là nó không quy đổi thành tiền, em nói rồi, số lượng lúc đầu thì em có được cái quạt tại vì em mua cái quạt riêng, hiểu không? Còn về lúc sau là chắc chắn quạt nó sẽ hết chứ đấy đâu ra tặng hoài, đúng không? Thì em có một ít quà em tặng làm chương trình cho nó vui vui đó, làm chương trình nó ngộ đi chơi, làm chương trình gì nghe muốn mua dưới trời đó. Không muốn tốn tiền cũng phải tốn tiền với em lần này rồi, chắc chắn luôn. Giá 1.390.000, bảo hành cho anh chị là 6 tháng, chọn bộ như vậy có cái quạt luôn. Lụm anh chị, liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Giờ nào liên hệ, coi buổi tối, nhắn tin buổi cho tối. Tại số lượng có hạn, mình nhắn tin trước, mình được trước. Chắc chắn em nói anh chị, cái kèo này là anh chị phải mua thôi, không có trốn đi đâu rồi. Rồi ok, cảm ơn anh chị, có ý kiến thế nào về cái sản phẩm này, liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên, để lại comment bên dưới ha. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị có một cái máy khoan trong nhà vừa rẻ vừa ngon, có quà tặng nữa. Bà chế bù chét. Chào anh chị, bye bye.